rác hơi ở Việt Nam sẽ đắt khách nhờ vận động viên Mỹ. Hình ảnh các vận động viên nổi tiếng của Hoa Kỳ giành huy chương vàng khi trên mình đầy các vết bầm hình tròn do rác hơi mang hy vọng cho những người làm dịch vụ này ở Việt Nam. Mấy người qua, truyền thông thế giới đăng tải nhiều thông tin về hình thức giúp hồi phục cơ thể được coi là xuất xứ từ thời Ai Cập cổ đại sau khi nó được quảng bá miễn phí bởi kình ngư Michael Phelps của Hoa Kỳ tại Thế vận hội ở Brazil. Theo các trang tin tức chuyên về y tế, hình thức ra hơi hiện được ưu dụng ở Trung Quốc và Trung Đông cũng như ở Việt Nam. Bác sĩ Đỗ Tân Khoa, trưởng khoa khám bệnh của Bệnh viện Y học Cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh cho VOA Việt ngữ biết thêm về lợi ích của việc này. Nó tốt ở trên cái góc độ y học cổ truyền thì ví dụ như là khi mà mình tập luyện nhiều nhiễm cái phòng hàn thấp thì ra hơi gần như là một cái cách chống được cái đó, loại trừ được cái đó ra khỏi cơ thể. Hay không tôi tránh cái ứ trệ toàn hoàn ở những cái vùng của cơ thể hiện nay cái rác hơi bằng lửa đó thì ít có dùng tại vì có thể gây cái nguy hiểm tai biến cho bệnh nhân. Bây giờ người ta rác hơi bằng cái ống hút đó. Trong khi đó, trang tin Yahoo Sports dẫn một kênh truyền hình của Nga nhận xét rằng việc rác hơi và các tác dụng của nó theo hãng này sẽ về nhiều khía cạnh cũng không khác gì meldonium, một loại thuốc giúp làm tăng lưu thông máu mới bị cơ quan chống doping thế giới cấm sử dụng. Anh Nguyễn Chính Nghĩa, một người đang làm dịch vụ rác hơi ở Hà Nội, cho VOA Việt Nghĩa biết rằng anh hơi ngạc nhiên khi thấy các vận động viên Mỹ sử dụng hình thức mang đậm phong cách phương Đông này. Anh cho hay thêm: mình chưa ra hơi cho các vận động viên của Việt Nam đâu, nhưng mà mình cũng có ra hơi cho những cái người chơi thể thao. Phương pháp mà ra hơi này nó tác dụng rất là tốt, tức là nó có khả năng giảm đau, giãn cơ ra, họ có thể tiếp tục tập luyện được ngay lập tức. Không chỉ đội bơi mà tuyển thể dục dụng cụ và điền kinh của Mỹ cũng sử dụng rác hơi để giúp hồi phục cơ thể, tạo ra một trào lưu mới tại Thế vận hội mùa hè lần này. Cho dù được người dân nhiều nước, trong đó có Việt Nam ưa chuộng, giới học phương Tây lại không mấy tin vào công dụng của nó. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ tuần trước được dẫn lời nói rằng không có bằng chứng khoa học về bất kỳ tác dụng nào đối với sức khỏe của việc rác hơi. Tuy nhiên, hãng tin Reuters trích dẫn bà Jessica McLean, giám đốc tạm quyền của Hiệp hội, liệu pháp rác hơi quốc tế nói rằng tuần trước số lượng máy rác hơi bán ra tăng 20%, trong khi số người xin giấy phép làm rác hơi tăng 50%. Trong khi đó, từ Hà Nội, Anh Nghĩa cho biết thêm rằng sau khi các hình ảnh của nhiều vận động viên có các vết rác hơi trên người xuất hiện trên báo chí, nhiều khách hàng đã biết tới dịch vụ của mình. Anh nói thêm. Một dịch vụ của em khai cơ nữa. sử dụng dịch vụ khá nhiều. Em cũng chữa cho một số khách nước ngoài không có tác dụng tốt, họ thấy thích. Không chỉ truyền thông nước ngoài, báo chí trong nước cũng đưa tin về cái được gọi là phong trào của các vận động viên quốc tế. Tờ người đưa tin đặt tiêu đề Rác hơi bí quyết kiếm huy chương của vận động viên Mỹ ở Olympics 2016 trong khi tờ thể thao và văn hóa đặt câu hỏi vì sao Michael Phelps và vận động viên Mỹ mê rác hơi. Theo chân kình như Phelps, ngôi sao truyền hình thực tế Hoa Kỳ Kim Kardashian cũng đã sử dụng rác hơi để trị bệnh đau cổ các nữ minh tinh Hollywood như Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston và ngôi sao nhạc pop Justin Bieber cũng từng khoe ảnh cơ thể đầy các vết thâm tròn.